Xin chào, rất vui vì ta được gặp lại các bạn trong phần 2 của tour du lịch không đồng khám phá siêu cường số 1 thế giới, Mỹ. Và chính vì có giá không đồng, bạn đừng quên ủng hộ những người thực hiện video này bằng cách bấm nút like, chia sẻ video cũng như đăng ký kênh và bấm chuông để được thông báo khi có video mới nhé. Còn bây giờ, chào mừng đến với những sự thật thú vị về nước Mỹ, phần 2. Luật lệ kiểu Mỹ. Đa phần các quốc gia trên thế giới đều tồn tại không nhiều thì ít những điều luật khiến chúng bạn không ngậm được mồm. Và Mỹ, siêu mấy tỷ siêu, cũng vậy. Theo đó, đạo luật những hòn đảo cất chim năm 1856, nguyên văn là Guano Islands Act, cho phép công dân Mỹ sở hữu hợp pháp bất kỳ hòn đảo nào trên thế giới, miễn là nó chưa bị chiếm đóng hay thuộc chủ quyền hợp pháp của bất cứ quốc gia nào khác, và phải chứng minh được sự xuất hiện của cất chim biển hoặc cất rời trên đảo. Kể từ năm 1900, chính quyền thành phố San Francisco, bang California đã ban hành một đạo luật nghiêm cấm việc chôn các người chết trong phạm vi thành phố. Đạo luật này vô tình xô đẩy các bãi tha ma của thành phố hoa lệ này lạc trôi sang thị trấn Coma gần đó, đồng thời biến thị trấn vô tội vạ này chính thức trở thành một thị trấn nghĩa địa. Cụ thể hơn, một cuộc điều tra dân số năm 2010 cho thấy dân số của thị trấn rộng chưa đầy 5 km² này là 1.510 người, với đa phần trong số đó là nhân viên quản lý khu nghĩa trang với tổng cộng trên 1,5 triệu cụ đang yên nghỉ, gấp khoảng 1.000 lần tổng số người sống. Và có lẽ đó là lý do khiến khẩu hiệu của thị trấn đặc biệt này là thật tuyệt vời khi được sống ở Coma. Tiếp theo, ở thành phố của những thiên thần Los Angeles, người ta không được phép tắm cho hai đứa trẻ cùng một lúc trong cùng một bồn tắm. Ở Riverside City, hành động sử dụng hai cặp môi chưa qua vệ sinh bằng nước hoa hồng được carbon hóa, nguyên văn là Carbonized Rose Water, để hôn là vi phạm sắc lệnh về sức khỏe của thành phố. Vẫn chưa hết, ở bang Colorado, trước thời điểm tháng 6 năm 2009, nước mưa thuộc quyền sở hữu và quản lý của chính quyền. Và vì thế, hứng nước mưa để uống thôi, cơ bản nó cũng là phạm pháp. What? Ở thành phố Ốc Chó, Walnut City, bạn không được đeo khẩu trang hay ngụy trang trên đường phố nếu không được sự chấp thuận của cảnh sát trưởng. Trong khi ở Việt Nam, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 không cấm cản việc nam nữ chưa lập gia đình sống thử, luật pháp bang Connecticut lại cực kỳ khắt khe với điều này. Theo đó, không chỉ sống thử, chỉ riêng việc trai chưa vợ, gái chưa chồng mà có những hành vi không tự nhiên hay khiêu dâm với đối phương đã bị xem là phạm pháp và có thể bị xử phạt rồi. Ở Illinois City, bang Illinois, chính quyền nghiêm cấm việc cho chó, mèo hay thú cưng hút xì gà. Bên cạnh đó, luật pháp bang này cũng khuyên những cô gái nên gọi bạn trai của mình là chủ nhân, nguyên văn là master trong những buổi hẹn hò. Vẫn chưa hết, ở Oxford, Ohio, phụ nữ không được xuất hiện ở nơi công cộng nếu chưa cạo sạch lông ở chân và mặt. Trời trời, cứ tưởng. Vẫn ở Ohio, nhưng tại thành phố Youngstown, bạn cấm chỉ được hết xăng khi đang đi trên đường. Cùng đến với thành phố nức tiếng nhất nước Mỹ, NYC, chính quyền thành phố này cho phép phụ nữ cởi trần, tức không mặc đồ phần thân trên ở nơi công cộng, miễn là hành động này không nhằm mục đích giao dịch, mua bán. Và nếu như bạn đang nghĩ New York thật thoáng, thật đáng sống và đáng ngắm thì chưa chắc, bởi dẫu được phép cởi trần, phụ nữ ở đây lại không được diện những bộ đồ từ bó sát đến bó rất sát cơ thể ra phố. Không chỉ vậy, bạn cũng không được chào người khác bằng cách đặt ngón cái lên mũi và vẫy vẫy những con tay khác ở thành phố dưỡng lệ này. Rộng ra một chút, ở bang New York, bạn phải có giấy phép nếu muốn phơi quần áo cho những giày phơi quần áo, còn các nam thanh niên sẽ bị phạt khoảng $25, tức khoảng 580k đồng nếu tán gái trái phép. Một trong số 13 điều khoản liên bang của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ năm 1781 khẳng định rằng nếu một ngày nào đó Canada muốn được sáp nhập vào với Mỹ, nguyện vọng của họ sẽ được tự động chấp nhận. Và cuối cùng, vào ngày 14 tháng 5 năm 2009, 42 cuộc xe đạp đã phi qua thủ phủ Montpelier của tiểu bang Vermont trong tình trạng không mảnh vải che mông, không mảnh vải che thân và cũng không hề bị chặn lại bởi cơ quan hành pháp. Nguyên nhân là bởi
ở Vermont, lột chuồng nơi công cộng là một tội ác, chứ khỏa thân nơi công cộng thì không. Và trên thực tế, 42 cua rơ này đã chẳng như nhộng trước khi phi vào nơi công cộng. Ngạc nhiên chưa? Có lẽ bạn đã biết, vali hạt nhân, quả bóng hạt nhân hay quả bóng nguyên tử, nguyên văn là nuclear football, là một chiếc vali với những trang thiết bị cần và đủ để Tổng thống Mỹ có thể ủy quyền triển khai một cuộc tấn công hạt nhân ở bất kỳ đâu và tới bất kỳ đâu trên thế giới. This is it, boys. This country, Korea, just to be sure. And all at the push of a button. Thật vậy, ngay sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba tháng 10 năm 1962, sự kiện mà Liên Xô và Cuba bí mật xây dựng và triển khai một số hệ thống tên lửa đạn đạo hạt nhân tầm trung với khả năng thông đích Hoa Kỳ, Tổng thống John F. Kennedy lúc bấy giờ lo ngại rằng các sĩ quan Liên Xô ở Cuba có thể ra lệnh tấn công hạt nhân Mỹ mà không cần thông qua Moscow, đồng thời cũng mong muốn bản thân ông có thể triển khai những cuộc tấn công kiểu như vậy ở bất kỳ đâu. Và từ đó, chiếc vali hạt nhân huyền thoại ra đời. Lẽ dĩ nhiên, bạn không thể tìm thấy bất kỳ bài phân tích, trên tay hay review nào về chiếc vali hạt nhân của Tổng thống Mỹ. Thế nhưng, Bill Gully, cựu giám đốc văn phòng quân sự Nhà Trắng cho biết, chiếc vali hạt nhân chứa 4 thứ. Một cuốn sách màu đen với những tùy chọn trả đũa. Một cuốn sách với địa chỉ của các bong ke hạt nhân. Một tập giấy hướng dẫn quy trình sử dụng hệ thống thông báo khẩn cấp cho phép Tổng thống Mỹ cảnh báo toàn bộ dân chúng Mỹ về một vụ tấn công hạt nhân thông qua các thiết bị thông tin đại chúng. Và cuối cùng là mã xác nhận, hay thường được gọi là mã phóng hạt nhân, thứ được coi là tuyệt mật và không thể thiếu nếu Tổng thống Mỹ muốn bàn phát siêu dân chủ, muốn tấn công hạt nhân một quốc gia nào đó. Ấy vậy mà trong suốt 15 năm, từ năm 1962 đến năm 1977, đoạn mã với khả năng khơi mào Thế chiến thứ 3 hay thậm chí là hủy diệt trái đất lại không hề được thay đổi. Không những thế, nó còn cực kỳ đơn giản và dễ nhớ. 0000000000. Những quả bom Mỹ. Bên cạnh những quả bom gay mà chúng tôi đã từng trình bày trong Sự thật nổ não mùa 1 tập 2, nước Mỹ còn đẻ ra một loại bom rất thú vị, bom sóng thần. Theo đó, quân đội Mỹ từng hợp tác với quân đội New Zealand để phát triển một loại vũ khí kiến tạo, Tectonic Weapon, có khả năng tạo ra những cơn sóng thần đủ lớn để tàn phá nặng nề hoặc thậm chí là hủy diệt những thành phố ven biển. Và dẫu không có bất kỳ quả bom sóng thần nào ra đời, tuy nhiên, 3.700 bài test của các nhà nghiên cứu đã cho thấy tính khả thi của dự án này. Quốc gia quyền lực. Là một siêu cường kinh tế, quân sự, tất nhiên là Mỹ có siêu quyền lực khi có thể đơn phương áp đặt các chính sách cấm vận đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, có thể kìm hãm hoặc thậm chí là chặn đứng sự phát triển kinh tế của những quốc gia kém phát triển. Bằng chứng là bản thân Việt Nam chúng ta cũng đã bị Mỹ cấm vận về kinh tế trong giai đoạn từ năm 1975 đến 1994. Vậy nhưng, điều mà các bạn chưa biết và cũng là điều mà chúng tôi sắp sửa trình bày ngay sau đây có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và quyết định sự sống còn đối với ngành công nghiệp xe ôm công nghệ cũng như dịch vụ ship hàng của hàng trăm nghìn công dân Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc. Wow. Theo đó, hệ thống định vị toàn cầu Global Positioning System, gọi tắt là GPS, mà các Grab biker và shipper vẫn đang hàng ngày sử dụng thông qua những ứng dụng bản đồ để mưu sinh, được sở hữu hoàn toàn bởi chính phủ Mỹ và được vận hành bởi không lực Hoa Kỳ. Điều đó có nghĩa là Mỹ có thể đơn phương tắt điện hệ thống định vị toàn cầu, đẩy hàng trăm nghìn tài xế xe ôm công nghệ và ship đồ thủ trên toàn thế giới về với trạng thái thất nghiệp. Không chỉ vậy, còn gây ra một sự thốn không hề nhẹ cho những thanh niên mù đường như tớ chẳng hạn. Vấn nạn của quốc gia lắm súng. Nếu như bạn chưa biết thì mọi quốc gia trên thế giới đều có những điều khoản về quyền sử dụng súng đối với cá nhân. Và hầu hết các quốc gia đều cho phép công dân sở hữu súng. Tất nhiên là kèm theo từ một vài cho đến hàng trăm điều khoản khác nhau, tùy vào độ khó tính của chính quyền các nước.
trong đó Mỹ nổi tiếng là quốc gia thoáng nhất thế giới với tỷ lệ 120,5 khẩu súng trên 100 dân, tức trung bình một người sở hữu một hoặc hơn một khẩu súng. Để cho có tương quan thì tỷ lệ này của Việt Nam chỉ là 1,6 súng trên 100 dân. Và việc có quá nhiều súng hiển nhiên dẫn tới số vụ xả súng hàng loạt vào loại vô đối của Mỹ. Theo đó, người ta gọi một vụ giết người bằng súng là một vụ xả súng hàng loạt khi có từ 4 người chết trở lên. Theo định nghĩa này, kể từ năm 1966 đến 2012, cả thế giới ghi nhận 292 vụ xả súng hàng loạt, trong số đó 90 vụ thuộc về Mỹ. Và nếu bạn giảm tiêu chuẩn số người chết xuống còn 3, thì số vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ từ năm 1967 đến tháng 5 năm 2018 là 152 vụ, với trung bình 8 mạng một vụ. Vụ xả súng hàng loạt nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ xảy ra vào ngày 1 tháng 10 năm 2017 tại một lễ hội âm nhạc đồng quê ở thành phố Las Vegas, bang Nevada. Thủ phạm 64 tuổi Stephen Paddock được cho là đã sử dụng 24 khẩu súng các loại để xả tổng cộng 1.100 viên đạn từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay gần đó. Vụ xả súng đã giết chết 58 người, làm bị thương tổng cộng 851 người, với 422 trong số đó bị thương trực tiếp bởi các phát đạn. Bản thân tên hung thủ Stephen Paddock tự sát, mang theo luôn cả động cơ gây án số 1. Theo lẽ thường, sau mỗi vụ xả súng hàng loạt, các quy định về sử dụng súng cần phải được thắt chặt. Cùng với đó là sự quản lý chặt chẽ hơn nữa trong việc mua bán súng. Ấy vậy mà doanh số của những món hàng nóng này lại được cho là tăng nhẹ sau mỗi sự kiện xả súng đẫm máu. Các bạn vừa tận hưởng xong phần 2 của video Những sự thật thú vị về nước Mỹ được cơ cấu bởi VFX. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì về nước Mỹ? Nếu thích video này, nhớ like và share nhiệt tình. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để thường xuyên được đi du lịch miễn phí. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại.